Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã khiến một nửa nước Mỹ chống lại Ukraine vì chuyến đi tới Pennsylvania. Các thành viên của Đảng Cộng hòa coi sự kiện này là can thiệp vào cuộc bầu cử. Cựu tham mưu trưởng phái bộ quân sự NATO tại Moscow, Harry Tabak đánh giá trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube La Natut. Ông Zelensky đã bắt đầu chuyến công du Mỹ vào ngày 22 tháng 9 bằng chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn dược ở Scranton, nơi ông đi cùng với các đại diện của Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng chỉ trích quan điểm của ứng cử viên cho chức vụ Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa James David Vance về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến thăm nhà máy của ông, đồng thời kêu gọi chuyến đi này là sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Tabak kêu gọi chú ý đến giọng điệu trong bức thư của ông Mike Johnson, trong đó có yêu cầu trực tiếp tới ông Zelensky. Như ông Tabak đã chỉ ra, Chủ tịch Hạ viện là một chính trị gia và nhà ngoại giao khá giàu kinh nghiệm, không dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng ông tin rằng lần này phản ứng của ông Johnson đã tỏ rõ thái độ tức giận của ông. Ông nói, tôi đã phục vụ ở 4 đại sứ quán, tôi hiểu được một chút ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ quân sự, thậm chí còn cứng rắn hơn ngôn ngữ quân sự. Như sĩ quan này lưu ý, ông Zelensky bằng hành động của mình đã đứng về phía Đảng Dân Chủ trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của nước Mỹ và ông đã nhận được phản ứng tương xứng từ Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Zelensky đã đến thăm nước Mỹ trong tuần trước. Ông đã gặp Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm để xin phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Nhưng Nhà Trắng không tuyên bố thay đổi cách tiếp cận cấm Kiev sử dụng những vũ khí đó. Một ngày sau đó, ông Zelensky đã gặp ứng cử viên Tổng thống từ Đảng Cộng hòa Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, ông sẽ có thể tìm ra một giải pháp tốt cho cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Ông Donald Trump bổ sung rằng nếu đắc cử, ông sẵn sàng hợp tác với cả hai bên để giải quyết cuộc xung đột. Chuyên gia người Anh Alexander Mercuris mới đây cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine phải rời khỏi Selidovo ở vùng Donetsk để không bị bao vây và chịu chung số phận với các đơn vị Ukraine ở Uleda. Phát biểu trong blog của mình trên kênh YouTube, Alexander Mercuris nói Selidovo hiện đang thực sự bị đe dọa và bị bao vây về mặt hoạt động. Quyết định đúng đắn đối với người Ukraine là thừa nhận thực tế này và rút lui khỏi Selidovo, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải chuyển giao thành phố cho Nga kiểm soát. Theo nhà phân tích này, lực lượng vũ trang Ukraine đã phạm sai lầm khi trì hoãn việc rút quân khỏi Uleda. Ông Mercuris tin rằng quân đội Ukraine có nguy cơ lặp lại trải nghiệm tiêu cực này ở Selidovo. Chuyên gia này cảnh báo thậm chí sẽ có nhiều người và thiết bị quân sự bị mất ở Selidovo mà không có mục đích rõ ràng. Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Donetsk Igor Kimakovsky lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm đóng các vị trí đồn trú của lực lượng Ukraine ở Uleda trong một thế gọng kìm, bao vây khu định cư từ cả hai phía. Theo ông, việc luân chuyển binh sĩ Ukraine trong thành phố gần như không thể thực hiện được. Thưa quý vị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga mới đây cho hay, nước này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ, xóa tan ảo tưởng quan hệ hai nước có thể cải thiện trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cáo buộc Mỹ đang cố gắng duy trì sự thống trị trên thế giới bằng mọi giá và tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Theo hãng tin RT, hôm 1 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, sự nhất trí trong quan điểm chống Nga của lưỡng đảng Mỹ đã khiến Nga phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ. Ông Ryabkov nói, chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này theo mọi khía cạnh. Chúng tôi đang gửi mọi tín hiệu cảnh báo đến đối phương để họ không đánh giá thấp quyết tâm của chúng tôi. Quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ vốn trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Song quan hệ hai nước đã bị giáng một đòn nghiêm trọng vào năm 2014 khi bán đảo Crimea thuộc Ukraine tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga và xung đột bùng nổ ở khu vực Donbass của Ukraine. Washington và các đồng minh đã đáp trả bằng cách áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Số lệnh trừng phạt còn tăng đột biến sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà Trắng còn cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Kiev. Nhiều quan chức Nga cáo buộc
Washington đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine. Đáng nói, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF và Hiệp ước Bầu trời mở khi ông Donald Trump còn là Tổng thống Mỹ. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã gia hạn Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới New START cho đến năm 2026. Song vào năm 2023, Moscow đã đình chỉ tham gia New START với lý do Mỹ đóng vai trò trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga và đề xuất các quy tắc mới về việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với các mối đe dọa mới từ phương Tây. Trước đó, tờ Kommersant đã gây chú ý với bài báo nhan đề Vladimir Putin vẽ làn danh đỏ, ám chỉ việc Tổng thống Nga cảnh báo phương Tây không cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa của họ để tấn công nước láng giềng. Phát biểu tại Saint Petersburg, ông Putin khẳng định Moscow sẽ coi việc phương Tây cho phép các lực lượng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do họ chuyển giao để tập kích vào lãnh thổ Nga là sự can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông lưu ý, để phóng tên lửa vào Nga, Ukraine sẽ cần dữ liệu từ các vệ tinh của phương Tây và chỉ có quân nhân từ các nước NATO mới có thể nhập nhiệm vụ bay vào các hệ thống tên lửa. Phát biểu trên được coi là lời khuyến cáo rõ ràng của nhà lãnh đạo Nga gửi tới phương Tây. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu phương Tây có vượt qua làn danh đỏ đó? Và nếu có, Moscow sẽ phản ứng ra sao? Theo hãng tin BBC, Nga trước đây từng vạch ra những làn danh đỏ và cũng từng chứng kiến chúng bị vượt qua. Cụ thể, khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở nước láng giềng, ông Putin cảnh báo, bất kể ai cố gắng cản đường chúng tôi hoặc tạo ra mối đe dọa cho đất nước và người dân Nga, họ phải biết rằng Nga sẽ đáp trả ngay lập tức, và hậu quả sẽ là điều mà các người chưa từng thấy trong toàn bộ lịch sử của mình. Thưa quý vị, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller mới đây cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga mà không cần Mỹ cho phép. Theo tờ Pravda, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 30 tháng 9, ông Miller nói Ukraine là một quốc gia có chủ quyền và có quyền sử dụng vũ khí tự chế tạo. Họ có rất nhiều vũ khí như vậy. Hãy nhìn vào những chương trình mà họ đã triển khai trong năm qua. Về những vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine, chúng tôi đã nói rõ ràng rằng họ có thể dùng chúng để tấn công trả đũa vào những mục tiêu Nga ở bên kia biên giới. Vì thế, Ukraine có một lượng lớn phương tiện để tự vệ. Ông Miller lưu ý, Mỹ luôn xem xét liệu có thêm công cụ nào có thể cung cấp cho Ukraine hay không. Khi được hỏi tại sao Washington vẫn duy trì các hạn chế đối với việc tấn công tầm xa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, người phát ngôn giải thích, Mỹ luôn cân nhắc mọi sự lựa chọn, chiến thuật và hỗ trợ chung cho Ukraine. Khi phê duyệt bất kỳ hệ thống vũ khí hay chiến thuật mới nào, Washington sẽ cân nhắc xem nó ảnh hưởng tới toàn bộ chiến trường và chiến lược chung của Ukraine như thế nào, rồi mới quyết định làm gì tiếp theo. Kiev đã nhiều lần cam kết sẽ không tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp nếu không được chấp thuận chính thức. Đổi lại, Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc tấn công thành công vào các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí tự chế, cụ thể là máy bay không người lái tầm xa. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov hồi tháng 9 cho biết, trong năm qua, Ukraine đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 200 cơ sở quân sự ở Nga bằng công nghệ bầy đàn máy bay không người lái. Hồi cuối tháng 8, ông Umerov đã gửi cho các quan chức cấp cao của Mỹ một danh sách các mục tiêu ở Nga mà Ukraine muốn tấn công bằng tên lửa Atacms tầm xa do Mỹ cung cấp, bao gồm các sân bay mà quân đội Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Trước đó, Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg cho biết, mỗi quốc gia NATO có thể tự đưa ra quyết định về việc có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công tầm xa vào Nga hay không. Tờ Kiev Independent dẫn lời nhà lãnh đạo NATO nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh LBC của Anh hôm 16 tháng 9 rằng, các đồng minh riêng lẻ sẽ đưa ra quyết định, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tham khảo ý kiến chặt chẽ về những vấn đề chúng ta đang làm. Ukraine đang hy vọng được phép sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp cho nước này để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Khi các cuộc thảo luận về vấn đề này dường như đang đến gần hơn đến việc thay đổi chính sách, Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức khác đã tuyên bố rằng một động thái như vậy có nghĩa là NATO đang trực tiếp tham chiến với Nga. Tổng thư ký NATO thừa nhận các mối đe dọa, nhưng cho biết trong xung đột không có lựa chọn nào là không có rủi ro. Tuy nhiên, tôi tin rằng rủi ro lớn nhất đối với chúng tôi sẽ là Tổng thống Putin giành chiến thắng ở Ukraine.
Mặc dù vậy, trong những ngày gần đây, một số quốc gia thành viên NATO đã bắt đầu thay đổi lập trường về các cuộc tấn công tầm xa. Tờ The Guardian trích dẫn lời các quan chức Anh giấu tên cho biết, chính phủ Anh đã đưa ra một quyết định tích cực liên quan tới việc sử dụng tên lửa Storm Shadow trước chuyến đi chung của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Anh David Lammy tới Kiev. Các quốc gia khác như Thụy Điển, Phần Lan và Canada cũng đã tuyên bố họ hoàn toàn ủng hộ Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào Nga. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, nước này sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Berlin cung cấp cho các cuộc tấn công tầm xa như vậy, ngay cả khi các quốc gia khác quyết định khác. Thưa quý vị, binh lính Ukraine mới đây cho biết, họ thường được giao những nhiệm vụ gần như tự sát khi phải tấn công đối phương mà không có pháo, phương tiện trên không, xe bọc thép hay bất kỳ loại hỗ trợ nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa chia sẻ chi tiết về kế hoạch chiến thắng với người dân Ukraine, mặc dù ông cam kết sẽ thực hiện điều đó trong tương lai gần. Tuy nhiên, trên các mặt trận, nơi các lực lượng của Kiev đang phải trả giá trong cuộc xung đột tiêu hao trước quân đội Nga áp đảo về số lượng, một chiến thắng cho Ukraine dường như là hy vọng xa vời. Sau 2 năm rưỡi xung đột, quân đội Ukraine đã trở nên mệt mỏi. Các binh lính từng đẩy lùi các lực lượng của Nga khỏi Kiev và Kharkov cho biết họ không được trang bị đầy đủ vũ khí và than phiền rằng họ thường bị giao những nhiệm vụ bất khả thi giữa bối cảnh Kiev gặp khó khăn trong việc bổ sung binh lính và vũ khí để đối phó với cuộc tiến công của Nga. Theo đó, họ được yêu cầu tiến về phía sau phòng tuyến đối phương để tiến hành các cuộc tấn công nhưng lại không được trao cho vũ khí để thực hiện điều đó. Các chiến thuật không thực tế đã khiến một số tiểu đoàn từ chối tuân lệnh cấp trên, gây ra một cuộc xung đột nội bộ và làm Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong việc cầm cự trước cuộc tấn công mùa hè của Nga. Sau khi Ukraine tiến hành một cuộc đột kích vào khu vực Kursk của Nga vào tháng trước, một binh lính Ukraine cho biết việc mở ra mặt trận mới là để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những bê bối tham nhũng trong quân đội. Ngoài ra, một số binh lính cảm thấy họ thà chấp nhận thất bại và quay về nhà, còn hơn tiếp tục chiến đấu trong cuộc xung đột không có hồi kết mà họ không thể thoát ra. Quân đội Ukraine đã chiến đấu với các lực lượng của Nga kể từ cuối tháng 2 năm 2022 với nhiều binh lính trên tiền tuyến từ những ngày đầu. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, họ thường xuyên đối mặt với những bước lùi và nhiều người lo ngại Kiev đang phải đối mặt với thất bại về dài hạn. Khi xung đột kéo dài, một người lính tên Eddie chia sẻ, anh và tiểu đoàn của mình đã kiệt sức. Họ được cho là sẽ được xoay vòng lực lượng 30-45 ngày một lần và được nghỉ ngơi cũng như phục hồi trước khi trở lại mặt trận. Tuy nhiên, theo Eddie, họ đã mắc kẹt trên chiến trường mà không được luân phiên trong suốt 8 tháng vì Ukraine phải vật lộn để tìm kiếm tân binh và nguồn cung vũ khí. Trong 8 tháng rưỡi, Eddie và tiểu đoàn của anh đã di chuyển khắp các mặt trận khác nhau ở Donetsk. Vào tháng 3, họ được nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe sau những tổn thất về lực lượng. Sau khi trở về Donbass, tiểu đoàn của Eddie đã gia nhập một lữ đoàn mới và anh cho biết, ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã nhận thấy sự lộn xộn trong việc tổ chức quản lý phòng thủ và liên lạc. Chỉ huy lữ đoàn của anh bắt đầu giao nhiệm vụ gần như tự sát cho các tiểu đoàn, cử người đi tấn công mà không có pháo, phương tiện trên không, xe bọc thép hay bất kỳ loại hỗ trợ nào. 9 tháng giao tranh ác liệt, rồi 6 tuần được nghỉ ngơi và sau đó quay trở lại tiền tuyến theo một trong những hướng nóng nhất là quá sức đối với một tiểu đoàn nhỏ. Các phương tiện của chúng tôi đang trong tình trạng tồi tệ, chưa kể đến các vấn đề sức khỏe, tuyển thêm tân binh và việc huấn luyện thậm chí còn không được thực hiện. Vào đầu tháng 7, một chỉ huy trong tiểu đoàn của Eddie đã đăng tải trên mạng xã hội X về tình hình quân đội Ukraine bị áp đảo trên tiền tuyến và cho biết các binh lính của ông từ chối thực hiện nhiệm vụ tự sát được giao và đi theo một con đường khác. Khi được hỏi về tương lai của cuộc xung đột và liệu Ukraine có thua hay không, Eddie nói, nhìn chung nếu xu hướng này tiếp tục, tất nhiên là chúng tôi sẽ thua. Đó là một khả năng thực sự cao. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi của quý vị hãy để lại dưới bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.